Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của mình Vũ Audio. Hôm nay em đang phối ghép với lại cặp loa Peeler model là HF10. Phải nói là cái chất âm dòng loa này khá là hay. Thiết bị ghép thì em đang ghép vang số Hetaka 6 với lại một con đẩy HM, nhưng mà chất âm ngoài sức tưởng tượng, rất hay. Hay hơn là ghép với âm ly của Mỹ, âm ly cổ của Mỹ. Đối với dòng loa này em đã test, đã thử, các bác có thể vừa hát karaoke vừa nghe nhạc. Dòng này tiếng rất là hay các bác nhé. Nhưng đối với dòng loa này, nếu anh em có thích hát karaoke thì phải biết chơi nhá. Còn mà không biết chơi thì có thể là rất dễ là bị cháy loa. Cháy loa là cháy những cái loa chung và loa tép. Đấy. Tại vì cái dòng này cái âm thanh nó ra nó rất là chi tiết và độ nhảy nó rất là cao. Đấy. Và tép của nó thì cũng là rất là dễ cháy. Nếu mà mình hát, mình không biết cách hát, mình có thể mình có tí men rượu vào hay là ngẫu hứng lên, mở to, quá to thì nó sẽ gây hiện tượng là cháy. Còn bình thường nếu anh em sành chơi, biết chơi thì đôi loa này vừa kết hợp hát, vừa kết hợp nghe nhạc, hát rất là hay. Đây, em đang ghép với này mic dây nhá. Đấy, vang Hetaka 6. Nhưng mà cái chất âm của nó phải nói ngoài sức tưởng tượng, quá hay. Một hai ba. Các bạn có thấy cái chất đầu âm của nó thế nào? Rất là hay. Em phải công nhận cái đôi loa đó. Nó chơi đa thể loại nhạc. Cái thứ nhất là nhạc nào các bác cũng có thể chơi được và cũng có thể hát karaoke được. Đây mic em để rất là to. Bây giờ em sẽ hát hát thử đoạn đi. Chẳng biết hát bài gì nữa. Nhưng mà cái tiếng gì vật em cho hơi bị nhiều. Đi đi đi. 1 1 1 1 2 3 4 4 5 5 6. Như đây em đang set thì vừa kết hợp echo đi vào đi vào cũng khá là nhiều echo khá là nhiều. Mình không biết hát thì thôi cho nhiều tí, hát cho nó dễ. Đông đông hát chẳng có cái bài gì bài tủ để hát cho nó dễ. Một hai sáu năm sáu bảy tám chín mười. Dòng này vừa kết hợp nghe nhạc vừa karaoke. Chia tay chiều chủ nhật, anh bao giờ tuần tuần sau anh đến, hai bụi lùng hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài mình bay không thể, rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở. Anh sẽ đến thăm em. Em trông chờ từng phút, bao đêm rồi không ngủ,
mong đến ngày được gặp anh. Bao trông mong chiều chủ nhật đã đến rồi, trời sao không lắng, chỉ sợ trời mưa cho anh ngày không tới để mình hẹn đêm thương dài. Ngập ngừng thật đau khi em trọn não tim, xưa anh lỗi anh nhiều. Em mới hát thử đoạn này thôi, quá nhiều quá cho mọi người chạy mất. Phải nói cái dòng này các bác biết chơi thì rất là hay. Còn nếu như không biết chơi mà về cứ mở gọi là thốc mở bừa mở phứa là rất dễ gọi là hỏng với tất cả những cái dòng loa. Thì anh em nếu đam mê thì nên chịu khó tìm hiểu mình chơi làm sao, mình phối ghép làm sao cho nó hợp lý. Đấy. Cái nhất là đồ nó ngon bổ rẻ. Đấy, cái thứ hai là mình chơi mình phải biết cách chơi. Hiện tại dòng Theta K6 hình như em còn một con nữa nhé các bác nhé. Mà còn nữa, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Dòng này thì bao hay, chất nhạc ra rất là hay, tiếng mic cũng hay, echo thì vợt, thì dòng này nó đi vào huyền thoại rồi. Với mức giá là 1.900.000. Các bác thấy cặp loa đẹp không? Mà giá thì giá rẻ nhất Việt Nam, không có đâu giá rẻ hơn, chỉ có 7.900.000 thôi. Rồi, xin chào mọi người nha.